Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại HTD Check Crypto. Mình là Minh Tiến đến từ team HTD Research và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia check một cái dự án có tên là C98 và đây là một cái dự án mà mà được đánh giá là một dự án kỳ lân của Việt Nam trong năm 2021. Và có thể là thời điểm hiện tại là giá của C98 không còn được như kỳ vọng của rất là nhiều nhà đầu tư đúng không ạ? Khi mà giá thời điểm hiện tại xuống chỉ còn là 0,21 USD và đây thì có thể là theo xu hướng chung của thị trường Dow Chen thôi Và như các bạn đã biết rồi Thị trường chúng ta đã bước vào thời kỳ Dow Chen đã hơn hơn cả một năm nay rồi Đó Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu C98 là dự án gì Và cái thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau check về tokenomics Và cũng sẽ cũng đưa ra những cái chiến lược Cũng như là đưa ra cái đánh giá về cái dự án này các bạn nhá Ok à, Trước khi vào dự án thì cho phép mình xin có một đôi lời Đó là kênh HTD check crypto của mình là một kênh mà mình làm phục vụ cho mục đích thứ nhất là phục vụ cho cộng đồng htd research cái thứ hai nữa là phục vụ cho tất cả những ai mà đang có nhu cầu check về bất kỳ một cái dự án nào đó các bạn có thể là để comment dưới cái phần bình luận video để mình có thể là check những cái dự án gửi tới cho các bạn và cái video của mình ấy không phải là một lời khuyên đầu tư và mình không đưa ra bất kỳ những chiến lược hay là đưa ra những cái nhận định gì Mà mình chỉ thiêng về cái mảng đó là Check Crypto để phục vụ cho cộng đồng HTD Research cũng như là phục vụ cho tất cả mọi người Khi ai mà xem được video của HTD Check Crypto các bạn nha Rất cảm ơn các bạn và mình là Minh Tiến, chúng ta bắt đầu thôi Thì như các bạn đã biết là vào hồi tháng 7 của năm 2021, Coi98 hay còn gọi là C98 thì cũng đã chính thức được mở bán trên Binance, Launchpad Và đây là cái nền tảng IDO uy tín của Binance Bà đã đánh dấu cái thời điểm ra mắt token và niêm yết ngay trên cái sàn Binance Thì Coi 98 là một cái dự án lao phát thứ 20 của sàn Binance Và được phát triển bởi cái đội ngũ người Việt Nam Đây là một dự án mà người Việt Nam cảm thấy là rất là tự hào ở Cái thời điểm khi mà dạ, được lao phát trên sàn Binance đúng không ạ Và Coi 98 thì được cộng đồng chú ý nhiều với những cái tiềm năng phát triển trong cái tương lai và thời điểm hiện tại thì Coi 98 đã giảm tới 96% và rất là nhiều so với lại giảm rất là nhiều so với lại con số đỉnh đó là 6,42 đô vào ngày 25 tháng 8 của năm 2021 thì chắc chắn rằng là, là sẽ có nhiều người đã không hài lòng với lại cái việc mà chúng ta đầu tư vào coi 98 nói riêng và coi của Việt Nam nói chung. Nhưng mà nhìn về tổng quan về thị trường ấy thì coi 98 cũng đang có xu hướng giảm giống như ở các đồng coi khác trong cái thị trường crypto khi mà thị trường chúng ta đang tiến dần về cái thời kỳ đào downtrend. À, của năm 2023 năm à, từ năm 2022 đến năm 2023 đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu coi 98 có những gì và nên đầu tư tiếp hay không các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là coi 98 là gì. Thì coi 98 là một cái hệ sinh thái sản phẩm trực cái thuộc công ty coi 98 Finance và đã hướng đến cái tầm nhìn chung và thị trường DeFi cho phép người dùng có thể là tiếp cận chúng một cách dễ dàng nhất để phục vụ cho mục tiêu đó thì Coi 98 đã phát triển một bộ sản phẩm phục vụ đầy đủ nhu cầu cho người dùng từ giao dịch này, lưu trữ đến quản lý tài sản. Đặc biệt là bộ sản phẩm Coi 98 cung cấp cái dịch vụ trên multi trên hơn 60 blockchain khác nhau và đem lại cái trải nghiệm DeFi thông minh vượt trội phục vụ cho cả người dùng biết đến crypto và người dùng tham gia chuyên sâu vào DeFi. Coi 98 có rất nhiều sản phẩm nổi bật như Coi 98 Super App. Coi 98 Super App là một cái siêu ứng dụng về crypto giúp cho người dùng có thể tiếp cận DeFi một cách dễ dàng bằng nhiều những cái sản phẩm tích hợp bên trong bao gồm như là ví lưu trữ, sàn giao dịch Coin 98 Exchange, cầu nối Crosschain, SpaceGate, trình duyệt Web 3 app và bộ công cụ theo Mino. Hiện tại Coin 98 Super App đang hoạt động trên 3 phiên bản đó là Mobile, Extension, à, đó là tiện ích mở rộng và trên Web Browser đó là trình duyệt Web và hỗ trợ lưu trữ Coin và Token trên 60 blockchain khác nhau. Ngoài ra thì bạn có thể là có thêm những cái mạng lưới tùy chỉnh khác. Điều này thì có thể là giúp Coin 98 Super App có thể hỗ trợ vô, có thể là hỗ trợ vô số các blockchain mới. Ngoài ra ấy, thì Coin 98 còn có một số cái điện tiện ích như là Coin 98 Exchange này, hay là Coin 98 Polio này hoặc là Coin 98 Make It này, Coin 98 Terminal và Coin 98 Dollar. Và đặc biệt thì thời điểm hiện tại là Coi98 cũng cung cấp cho các bạn cái lượng kiến thức về crypto rất là đầy đủ và cập nhật thường xuyên những cái dự án mới. Và đây là những cái công nghệ và những cái xu thế của công nghệ blockchain trong tương lai. Và trong thời gian qua thì các bạn cũng thấy được rằng là team Coi98 thì cũng chưa cho chúng ta thấy cái kiểu đó là ôm con bỏ chợ đúng không ạ, xả lên đầu cộng đồng như một vị stack tank của Việt Nam đúng không ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá tổng quan về cái dự án Coi98 này các bạn nhé. Thì như các bạn nhìn thấy trên CoinGecko thì thời điểm hiện tại là Coin98 đang có cái giá đó là 0,218 USD đúng không ạ? Về vốn hóa thị trường ở thời điểm hiện tại thì như các bạn có thể thấy là vốn hóa đang giữ ở cái mức khoảng là 90 triệu USD Về cung lưu thông thì đang nằm ở khoảng đó là 480, à 408 triệu 611 nghìn Uh, token thì nó chiếm khoảng là 40,86% trong cái tổng cung là 1 tỷ token thì uh, với giá hiện tại thì full cap tức là nếu mà ăn unlock hết toàn bộ cái token ấy thì giá của Coi98 sẽ uh, nằm vào khoảng đó là uh, 236 triệu thì con số này thì vẫn khá là thấp và khá là khiêm tốn uh, khi mà chúng ta nhìn lại cái thời kỳ uptrend của uh, năm 2021 đến năm 2022 và tương lai thì thị trường này thì còn rất là nhiều còn nhiều cái để có thể là phát triển hơn nữa và hiện tại thì coi 98 chủ yếu là được giao dịch trên sàn Binance với cái khối lượng giao dịch lên tới là khoảng là 28,97 và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái nhà đầu tư hay là cũng như là cái mức giá mà ở cái vòng đó là mua private sale IDO của dự án các bạn nhé thì coi 98 tám đã trải qua bốn cái lần gọi vốn từ những các quỹ đầu tư rất là lớn đầu tiên là cái phần strategic thì đây là cái vòng chiến lược thì những bạn có thể thấy là trong cái vòng này là có một đơn vị dẫn đầu đó chính là alameda thì các bạn đã biết là thời điểm trước alameda đó chính là cái đơn vị mà cùng với ftx đã chính thức phá sản rồi đúng không ạ và ở cái thời điểm đó thì Coi 98 đã gọi vốn được là 4 triệu USD vào ngày mùng 6 tháng 4 của năm 2021 các bạn ạ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần đó là giá và các nhà đầu tư của cái dự án Coi 98 các bạn nhé Và cái giá mua Private Sale IDO của dự án Thì Coi 98 đã trải qua 4 lần gọi vốn từ các quỹ đầu tư lớn Lần 1 đó chính là Strategic, đó là bóng chiến lược thì do Alameda Research à, đầu tư thì các bạn đã biết là Alameda Research thì thời điểm trước là một cái quỹ đầu tư đã sụp đổ cùng với lại FTX khi mà sàn FTX gặp phải rắc rối và đi đến bờ vực phá sản đúng không ạ? Và thời điểm hiện tại thì đã phá sản rồi. Thì ở vòng này Coi 98 đã gọi vốn được con số là 4 triệu đô vào ngày mùng 6 tháng 4 của năm 2021. Và lần hai đó chính là vòng seed thì vòng này chính là vòng hạt giống do Multichain đứng đầu. Thì các bạn có thấy là thời điểm hiện tại là Mutechin và 4 Baker nữa tham gia vào cái vòng này và đã gọi vốn được là 1,25 triệu USD. Và lần thứ ba thì Coi98 đã gọi vốn được con số là 11 triệu 250 nghìn USD. Thì ở cái vòng gọi vốn này ấy, thì đã có tới là 19 backer để tham gia vào cái vòng gọi vốn này Và tiếp theo là lần thứ tư là coi 98 được list trên sàn Binance vào ngày 15 tháng 2 của năm 2020 À vào ngày mùng 1 tháng 5 của năm 2022 Ở vòng seed hạt giống thì token coi 98 đã được bán với cái giá đó là 0,25 USD Và thời điểm hiện tại thì giá của nó đang là x9,21 lần và cái ATH cao nhất đã x khoảng là 254 lần rồi các bạn ạ các bạn thấy nó kinh khủng không? Thì như các bạn có thể thấy là ở vòng hạt giống seed thì cái dự án COIN98 này, token COIN98 đã được bán với cái giá đó là 0,025 USD. So với thời điểm hiện tại thì đã x là 8,66 lần và cái ATH thì đã x lên tới là 254 lần các bạn thấy ạ. Kinh khủng không ạ? Quá là kinh khủng luôn. Và ở vòng strategic ý, thì đây là cái vòng chiến lược thì token COIN98 đã được bán với cái giá đó là 0, 075 USD và so với cái thời điểm hiện tại thì đã x là 2,89 lần và so với cái ATH tức là cái thời kỳ x cao nhất thì đã là 84,81 lần cũng kinh khủng không kém đúng không ạ và ở vòng IDO thì như các bạn có thể thấy là khi mà được lao phát trên sàn Binance thì đã được list và bán với cái giá đó là 0,075 USD và đến với thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là đã x là 2,89 lần và so với lại cái ATH cao nhất thì cũng đã x là 84,81 lần đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với token của cái dự án Coi98. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình của bạn chính là cái biểu đồ phân bố cái nguồn cung của token Coi98. Đầu tiên là ecosystem hệ sinh thái thì là chiếm 21%, community cộng đồng thì chiếm 20%, team đội ngũ ấy thì chiếm khoảng tầm là 20%. Và tiếp theo là bán vòng chiến lược là 15% 12% thì dành cho ngân khố Và 5% thì dành cho vòng hạt giống sale Và tiếp theo nữa là 5% dành cho Binance Lawpad Và 2% thì dành cho ban cố vấn và tiếp theo là chúng ta sẽ thấy được rằng đây chính là cái bảng mà token coi trên tám đã sale thì các bạn có thấy là à, ở vòng hạt giống thì các bạn có thấy là có à, chi ra khoảng đó là 50 triệu cái đồng token coi trên tám này với cái giá bán đó là không phải à, 025 USD trên một cái đồng coi 98 và đã thu về được là à, 1 triệu à, 250.000 USD ở cái vòng chiến lược thì à, đã bán ra đó là 150 triệu cái đồng coi 98 với cái giá đó là 0,075 USD à, trên một cái đồng coi và thu về 11 triệu 250.000 USD ở cái à, sự kiện IDO Binance Lopat thì à, À, đã bán ra là 50 triệu cái đồng coi 98 với cái giá đó là 0,075 USD và thu về đó là 3 triệu 750 nghìn và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến cái lịch trình mở khóa của đồng coi 98 các bạn nhá nó sẽ diễn ra như sau đầu tiên là ecosystem group ấy thì sẽ diễn ra trong vòng 4 năm và 30% tại TGE viết tắt của là token generation invent thì đây là một cái sự kiện mà tạo mã thông báo kiểu như vậy và sau đó thì sẽ khóa lại một năm và mở khóa đều từng block từ năm thứ hai tiếp theo là community là bốn năm vesting và ba mươi tại TGE. Sau đó thì khóa lại một năm và mở khóa đều từng block từ năm thứ hai. Và về team ấy, thì sẽ là bốn năm vesting và khóa lại một năm và mở khóa đều ở từng năm và từng block là từ năm thứ hai. Tiếp theo là strategic tức là vòng chiến lược thì là hai năm vesting à khóa lại 1 năm và mở khóa đều từng năm và theo từng block từ năm thứ 2. Tiếp theo là vòng cái g 3 ấy thì là đây là ngân khố thì sẽ là 4 năm vesting và 10% tại TGE và sau đó thì là một năm à, sau đó thì khóa lại 1 năm và mở khóa là khóa khóa đều từng block à, từ năm thứ 2. Và cái phần mà shit sale đó là à, vòng hạt giống thì là 3 năm vesting và khóa lại 1 năm và mở khóa à, theo từng block từ năm thứ hai và Binance lau pass sale thì mở khóa 100% tại TGE luôn và cái S uh, Vision đấy thì là 3 năm vesting và khóa lại uh, một năm và mở khóa đều theo từng năm và từng block theo từ năm thứ hai. thì tại thời điểm mà coi 98 ra mắt và Binance Launchpad thì sẽ có khoảng là phần 18,5% coi 98 được mở khóa các bạn ạ. Thì nhìn chung ấy, thì các bạn có thấy là cái lịch unlock của cái đồng coi 98 thì sẽ mở hết vào khoảng là thời gian là giữa năm 2025 đúng không ạ? Trên màn hình của các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy. Thì à, các bạn không biết rằng là cái thời điểm này thì không biết là vô tình hay cố ý nó trùng với lại cái thời kỳ up trend. Thì đến thời điểm đó thì chúng ta chúng ta vẫn chưa biết được là nó có up trend thời hay không nhưng mà nếu các bạn nhìn vào cái chu kỳ kỹ của Bitcoin thì nếu vào khoảng giữa năm 2025 thì cái thời kỳ đó đang là cái thời kỳ uh, à, uptrend nếu tính theo thời tính theo từng chu kỳ cũ của Bitcoin các bạn nhá. Đó, còn đến năm 2025 thì mình cũng chưa biết được rằng là thời điểm hiện tại chúng ta cũng không thể là à, phỏng đoán hay là nói chính xác là Bitcoin có uptrend ở thời điểm đó không được đúng không ạ Nhưng mà à, các bạn là đến thời điểm đó là Bitcoin đã ha vinh rồi đúng không ạ Và nếu tính theo chu kỳ trước thì đấy là thời kỳ có khả năng là sẽ rơi vào thời kỳ uptrend Thì đây có thể là một trong những chiến lược của cái dự án Coi98 này đúng không ạ còn nếu như các bạn nào mà đang muốn đầu tư vào coi 98 vào thời gian tới thì các bạn hãy đợi cái thời kỳ uptrend và đưa ra một cái con số cụ thể tương ứng với lại cái toàn bộ cái số lượng token được unlock các bạn nhé. Nhưng mà các bạn biết rằng là đây nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi nha, không phải là lời khuyên đầu tư đâu. Vì À, có thể là các bạn thấy thời điểm này nó đẹp thì các bạn có thể vào và thời điểm sau nếu như các bạn thấy nó xấu các bạn có thể không vào thì không thể là chúng ta chờ đợi được. Và mỗi người sẽ có một cái chiến lược riêng đúng không ạ? Các bạn xem chỉ mang tính tham khảo thôi. Và tiếp theo mình và các bạn sẽ cùng nhau à, check một số những chiếc ví mà đang hâu cái đồng Coi98 với những cái số lượng khá là lớn trên BSC uh, Scan các bạn nhá Để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái thông tin này. Thì mình nghĩ rằng là trên Youtube thì cũng... À, khá là ít những người mà làm đến tận những cái phần như thế này cho các bạn thì mình rất mong là khi các bạn xem được video này các bạn sẽ ủng hộ uh, uh, HTD uh, check crypto bằng cách là nhấn like video nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha thì nhìn chung vào đây ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái ví nóng 20 và cái ví nóng 22 thì đang là hai chiếc ví mà nắm giữ token coin 98 lên tới 25% cái tổng cung Đấy, các bạn nhìn đã, lên tới là 25 cái phần trăm là cái tổng cung của đồng coi trên 8 và nó chiếm là khoảng là 1/4 cái lượng cung lưu thông đúng không ạ? Nó không hề nhỏ một chút nào. Và nếu như mà các bạn thử vào check chiếc ví 20 đi thì đây là cái ví mà có thể thấy được rằng là nạp thường xuyên đúng không ạ? Nạp thường xuyên cái à, coi 98 và cái lần gần đây nhất ấy, thì cách đây khoảng tầm là à, vào cái khung thời gian khoảng tầm từ ngày 14 tháng 2 đó, từ khoảng là từ 11 đến ngày 14 tháng 2 đúng không ạ Thì các bạn sẽ thấy được rằng là đã được chuyển bớt về một số ví nóng của Binance như là ví số 6 này các bạn này Đó, các bạn phải check xem Như là ví số 6 Và khi mà các bạn nhìn vào chart của Binance ấy Thì các bạn có thể thấy được rằng là Kể từ khi mà một số lượng lớn cái đồng coin mà chuyển lên sàn Thì chúng ta có thể thấy có một sự uh, uh, đẩy giá ở đây đúng không ạ Khoảng thời gian này thì các bạn có thể thấy này Có một sự đẩy giá ở đây Thì uh, khi mà cái giá của đồng token cường này liên tục được đẩy lên cái mức đó là đạt được một cái đỉnh. Phải nói các bạn là đỉnh khá là cao lên tới cái mức đó là 0,38 USD vào ngày 21 tháng 2. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái chỉ báo RSI ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái giá của... Uh, token coin 98 đúng không ạ? Đã đạt cái mức đó là 88 điểm. Và đây chính là cái vùng mà đã ạ? Dạ, mọi người cho rằng đây chính là cái vùng quá mua rồi đúng không ạ? Và đến ngày 22 đúng không ạ? Và đến ngày 22 hoặc là sang đến ngày 23 thì chúng ta đã thấy rằng là có một cái đợt xả liên tiếp đúng không ạ? Một đợt xả liên tục đến tận ngày các bạn nhìn ạ, đến tận ngày 11 tháng 3 thì mới bắt đầu có dấu hiệu là à, chấm dứt và các bạn có thấy được rằng là khi mà à, cái đồng coin này bước vào cái à, cái cái đợt xả liên tục thì nó giá đã liên tục đi xuống dưới cái vùng quá bán ở cái vùng đó là 20 điểm theo cái chỉ báo RSI. Đó. Và các bạn thấy là khi đến ngày 11 tháng 3 của năm 2023 thì đã đạt một cái đáy, có một cái đáy xuất xuất hiện một cái đáy với cái giá đó là khoảng là 0, đúng không ạ? 0,17 bảy USD và thời điểm hiện tại thì đã có sự phục hồi trở lại rồi nếu như các bạn mà biết check ví các bạn có thể vào à, chúng ta có thể là check thì các bạn có thể thấy được rằng là À, đang có sự gì à, nạp nạp tiền quay trở lại rồi và thời điểm hiện tại à, đến ngày khoảng là à, 18 tháng 3 thì à, lại tiếp tục giá của cái đồng coi 98 này lại đi vào vùng quá bán rồi các à quá mua rồi các bạn ạ và thời điểm này thì rất có khả năng là à, cái đồng coi này lại tiếp tục là chịu một cú xả nữa hay không thì các bạn có thể để dưới cái phần nhận định cũng như là cái bình luận của mình dưới cái phần mô tả video này để cho mọi người có thể tham khảo ý kiến các bạn nhé. thì qua đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc tăng giá của một đồng coi nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên đúng không ạ mà nó phải có một cái sự chuẩn bị đúng không ạ rất là kỹ nếu như các bạn không biết trích ví hay là các bạn không biết trích dự án thì chúng ta thấy được rằng là dự án nó thích lúc nào nó đẩy lúc đấy chẳng hạn hoặc là nó cảm thấy cái thời điểm mà thị trường đẹp đẹp hoặc là mọi người đang quan tâm thì nó sẽ đẩy kiểu như vậy đúng không ạ à, thì có thể là chúng ta quan niệm như vậy nó chưa đủ mà một dự án hay là một đồng coi ấy mà muốn đẩy giá thì nó phải có một sự chuẩn bị khá là kỹ ok các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau check một chiếc ví có tên là chiếc ví 20 của sàn Binance để có thể là xem được cái đồng coi 98 đang được nắm giữ cái số lượng cũng như là cái trị giá như thế nào so với lại những cái đồng coi khác mà cái ví này của sàn Binance nắm giữ thì đây là một chiếc ví của sàn Binance mà các bạn biết là khi mỗi khi có những cái đợt mà à, gì ạ? đợt mà tích chữ hay là có những cái đợt mà Binance chuyển coi về chẳng hạn đúng không ạ, hoặc là chuyển coi đi thì cái chiếc ví 20 này hoạt động khá là thường xuyên luôn. Đó. Thì tài sản này ấy là của Binance thì các bạn thấy được rằng là đã đạt tới con số là đây các bạn là trên chiếc ví này đã đạt tới con số là 18 tỷ USD này. Đó, đây là cái tài sản mà nằm trên ví 20 các bạn ạ. Và cái tài sản của ví này thì hầu hết đã được chốt ra stable coi rồi. Còn nếu như các bạn mà nhìn vào cái vị trí của coi C98 các bạn thấy được rằng là cái giá trị của cái số giá trị mà cái số lượng cái ví này nắm giữ thì lên tới là khoảng là 23 triệu 380 nghìn USD và nó sẽ đa phần nó gần với những cái đồng coi khá là nổi tiếng các bạn nhìn thấy không ạ có đồng săn D này đó lrc này OMG này như là một đinh đây là những cái đồng coi mà các bạn nhìn vào các bạn biết được là đây là những cái đồng coi nào rồi đó ltc này đó thì đặc biệt là các bạn biết là có một cái đồng đó là đồng lido thì chắc chắn là chúng ta đều biết đây là một cái đồng coi gì rồi và đây là cái con mà đầu tiên trong cái trên là lsd thời gian vừa qua đúng không ạ thì thời điểm hiện tại các bạn thấy là Biden cũng nắm giữ cái coi 98 trong cái cụm này và rất có khả năng là trong tiềm năng trong tương lai thì thời điểm hiện tại là có thể là các bạn đang cảm thấy thất vọng với đồng coi 98 nhưng biết đâu trong tiềm năng trong tương lai thì à, chúng ta sẽ à, thấy được rằng là coi 98 nó có sự gì ạ à, 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 tăng trưởng có sự phát triển thì sao đúng không ạ? Thì các bạn à, cứ thử đánh giá xem. Mình sẽ làm những cái nhiệm vụ đó là check những cái thông tin cho các bạn thôi. Qua cái thông tin vừa rồi thì mình cũng rất là hy vọng là cái video của mình phần nào giúp cho các bạn nhìn có cái nhìn tổng quan về cái dự án coi 98 đúng không ạ? các bạn thấy video này mà có giá trị hay là hữu ích thì các bạn đừng quên là nhấn đăng ký kênh và hãy nhấn vào nút quả chuông thông báo của uh, uh, htd uh, check crypto các bạn nhé. và đặc biệt là uh, kênh htd Check Crypto ấy là một kênh nằm trong cái chuỗi kênh của team HTD Research Các bạn có thể là tham gia vào cộng đồng HTD Research Mình đã để dưới phần mô tả video này Để có thể là tham gia vào những cái nhóm hay là vào trên Telegram này Để mình có thể là đưa những dự án Hoặc là các bạn có những thắc mắc hay có những yêu cầu Các bạn có thể là comment trực tiếp trong đó Hoặc là nếu như bạn nào mà xem được video này Các bạn muốn mình mà check những cái dự án nào khác Những dự án nào mới thì các bạn có thể để dưới phần bình luận Để mình có thể là À, dành thời gian à, team sẽ sắp xếp để check cái dự án đó dành cho các bạn nhé ok rất cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn xin chào